Sau khi chúng ta đã thiết lập về bảng kê mua vào và tiếp theo chúng ta sẽ liên quan đến các nghiệp vụ là nhập kho. Và sau khi chúng ta nhập kho thì chúng ta sẽ có đối với mục nhập xuất tồn thì chúng ta có nhập trong kỳ. Còn xuất trong kỳ thì chúng ta chưa thể xuất bán hàng hóa nên chúng ta sẽ chưa có thực hiện nghiệp vụ xuất. Và chúng ta đối chiếu lại nhập xuất tồn, chúng ta thấy đây chúng ta sẽ là 2.246.900 thì chúng ta thấy nhập xuất tồn của chúng ta cũng tương ứng 2.246.900. Và tiếp theo là chúng ta sẽ liệt kê toàn bộ các cái nội dung về đối với hóa đơn bán ra. Tức là chúng ta sẽ liệt kê ở tại sheet VAT. Tại sheet này thì chúng ta sẽ lần lượt đối với các cái hóa đơn. Và các hóa đơn chúng ta thực hành ở đây là hóa đơn số 1. Tiếp theo là chúng ta sẽ có các hóa đơn bao gồm hóa đơn số 2, hóa đơn số 3 là giảm giá và hóa đơn số 4 là chúng ta đang thực hành để bán thiếp tấm 5 ly. Thì như vậy để chúng ta lên đối với các phương pháp trước thì đã hướng dẫn cho các bạn về phương pháp lên ở dạng thủ công. Thì đối với dạng này thì chúng ta sẽ lên ở dạng lên nhanh. Thì chúng ta lên nhanh thì chúng ta sẽ bằng cách thao tác và chúng ta thực hành như sau. Tức là chúng ta sẽ là nhập ở cái mục ở dưới đối với cái phần là chúng ta đã tiến hành là nhập kho cũng như là nhập cái nghiệp vụ liên quan đến mua vào. Vậy thì chúng ta sẽ tiến hành là thực hiện nghiệp vụ bán ra đối với phần mềm Excel. Đầu tiên là chúng ta sang sheet VAT, chúng ta copy hết toàn bộ từ số hóa đơn cho đến là cột thuế chỉ tăng và chúng ta sẽ copy. Và chúng ta ngay tại sheet VAT này, chúng ta click phải, chúng ta chọn insert, tức là chúng ta tạo thêm một sheet mới hoàn toàn. Sheet mới này thì chúng ta sẽ độc lập hết toàn bộ phần sổ sách mà chúng ta đang thực hành. Và chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta nhấp ổ chuột vào bất kỳ một ô. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành như sau. Chúng ta sẽ cho vào một B1 và các bạn quay về đối với sheet VAT, chúng ta copy, chúng ta thực hiện lệnh là dán. Đầu tiên các bạn dán như thế này thì chúng ta thấy là cái định dạng của nó sẽ bị vỡ rất nhiều. Các bạn thực tế là sau khi dán xong để lấy định dạng, dán thứ hai, lần hai là các bạn chọn dán 1, 2, 3. Thì trường hợp này thì rõ ràng là cái khung các bạn sẽ mất công để chúng ta sẽ phải ngồi và điều chỉnh lại cho nó đẹp. Thì đối với phương pháp là thứ hai thì chúng ta sẽ không lên ở dạng như thế này, tức là chúng ta sẽ sang sheet VAT, chúng ta quyết khối hết toàn bộ từ số hóa đơn đến tiền thuế chỉ tăng, chúng ta copy, chúng ta sang sheet 1, chúng ta sẽ chọn, đó là các bạn sẽ thấy đây là pass special, chúng ta đưa một hình tam giác đây, mũi tên sổ ra thì chúng ta cũng chọn cái mũi tên hai chiều là kiếp sao column, thì các bạn thấy đây là chúng ta cái định dạng đối với bên sheet VAT như thế nào thì sang bên này thì nó sẽ được giữ nguyên. Và bước tiếp theo là các bạn cũng vẫn để nguyên khi chúng ta đang quét khối là cái form vùng, chúng ta chọn click phải và chúng ta chọn 123 tức là bad value. Thì lúc này các bạn sẽ thấy là giá trị chúng ta là ở bên sheet VAT như thế nào thì ở bên này sẽ định dạng y chang lại cho chúng ta luôn và chúng ta không cần mất thời gian định dạng lại. Tiếp theo chúng ta sẽ thực hiện nghiệp vụ là tiến hành lên sổ. Thì chúng ta thấy sheet nhập liệu chúng ta tương ứng thì số hóa đơn ngày hóa đơn, số hiệu thu chi ngày thu chi. Thì các bạn không nhớ thì các bạn có thể là quét khối hết toàn bộ cái nội dung dữ liệu như này. Và sau đó các bạn copy, các bạn đưa sang sheet trống như thế này. Thì như vậy là nếu chúng ta không nhớ cái cột tương ứng của nó thì chúng ta cũng có thể nhìn ở tại hình. Thì đầu tiên là chúng ta thấy là số hóa đơn, ngày hóa đơn. Tiếp theo là đến cột số hiệu thu chi. Và cột tiếp theo chúng ta sẽ là ngày thu chi. Thì tại đây chúng ta sẽ đánh tại ngày thu chi thì chúng ta sẽ đánh bằng ngày trên hóa đơn. Và tiếp theo là chúng ta sẽ có nội dung nghiệp vụ là số hiệu. Thì ở đây là nghiệp vụ bán ra nên chúng ta sẽ đặt là HT và check là BR, bán ra thương mại. Chúng ta có thể là bán ra, chúng ta ghi chữ là bán ra thương mại. Và sau đó các bạn sẽ đánh dấu check. Và tiếp theo chúng ta sẽ dùng cái hàm nối là chúng ta nối với cột số hóa đơn là cột B. Thì như vậy chúng ta kéo đến đây, chúng ta thấy dấu cộng màu đậm, chúng ta click phải hai lần, chúng ta click đậm một lần hoặc chúng ta tự kéo xuống thì chúng ta thấy là công thức sẽ được copy xuống. Thì như vậy chúng ta sẽ được hiểu là hạch toán hóa đơn bán ra thương mại số 1 hoặc là hạch toán hóa đơn bán ra thương mại số 2, số 3 và số 4. Hoặc chúng ta để chung chung là HT là đủ và chúng ta cũng không cần phải ghi nhận thêm. Hoặc tùy theo các bạn là có mỗi người thì khách đặt khác nhau. Tiếp theo là cột là đối với tên khách hàng thì rõ ràng là trong cái bảng này chúng ta
tại nhập liệu nhật ký chung thì chúng ta không có, thì chúng ta cắt ra mục cuối cùng. Và tiếp theo chúng ta thấy là đối với sau số tiền phát sinh thì chúng ta sẽ có cái cột là mã khách hàng, tức là chúng ta sẽ có thêm một cái mục là mã khách hàng. Thì chúng ta thấy mã số thuế chúng ta đang đặt chính là mã khách hàng luôn, thì chúng ta chèn vào mục ngay ở giữa đối với thành tiền và tiền VAT. Thì như vậy chúng ta đã có được cái cột mã khách hàng tương ứng. Tiếp theo là trước đối phần định khoản thì chúng ta có thêm hai cột, đó là tài khoản nợ và tài khoản có. Thì ở đây chúng ta thấy là tất cả nghiệp vụ chúng ta liên quan đến bán hàng, thì những nghiệp vụ nào chúng ta bán hàng thu tiền mặt thì chúng ta hãy toán 11, còn những nghiệp vụ nào liên quan đến công nợ thì chúng ta sẽ là 131. Và chúng ta ở đây là doanh thu bán hàng thương mại chúng ta sẽ là 5111. Chúng ta sẽ copy và sau đó các bạn sẽ dán xuống hết toàn bộ. Và như vậy chúng ta đã được nội dung thông tin. Các bạn xem lại nội dung chúng ta, nếu chúng ta thu bằng tiền mặt thì chúng ta sẽ hạch toán 11, nếu chúng ta công nợ thì chúng ta hạch toán ở đây là 31 như bình thường. Và tiếp theo là trước còn nội dung dẫn giải thì chúng ta sẽ có bốn cột tương ứng, là tại cột ở đây chúng ta thấy cột G, cột H, cột I, cột G, tức là bên này chúng ta thấy nè là cột G, H, I và G. Thì chúng ta cũng sang sheet này chúng ta phải chèn vào bốn cột tương ứng. Thì chúng ta đã có bốn cột về cái nội dung thông tin. Và tiếp theo là chúng ta sẽ đánh số thứ tự ở đây, thì chúng ta sẽ đánh số 1 và số 2, sau đó chúng ta sẽ kéo công thức xuống. Chúng ta sẽ có số thứ tự là 1, 2. Và tiếp theo chúng ta thấy ở đây là chúng ta đã hạch toán nghiệp vụ về doanh thu, thì chúng ta sẽ thiếu thêm một nghiệp vụ nữa, đó là nghiệp vụ VAT. Nên đây là số thứ tự thì chúng ta cũng sẽ copy ở trên, chúng ta đưa xuống dưới. Và cái vùng dữ liệu này thì chúng ta sẽ cho hết toàn bộ thành là cái màu của nó thành là màu xanh. Và sau đó chúng ta sẽ là định dạng ở trên chúng ta đưa xuống dưới và chúng ta đánh dấu bằng. Tức là chúng ta tại có số hóa đơn chúng tương tự, số hóa đơn thì chúng ta sẽ đánh là dấu bằng tương ứng. Tại đây thì các bạn sẽ ta đánh dấu bằng và sau đó các bạn là kéo hết toàn bộ công thức sang. Thì ở đây chúng ta sẽ có là nội dung ở trên thì chúng ta sẽ định dạng lại ở dưới. Và sau đó là chúng ta thấy cột này là về các thông tin lên cột là mã phiếu nhập, phiếu xuất và số lượng thì chúng ta bỏ qua. Về nội dung ở dòng dưới thì chúng ta sẽ cho nó thành màu đỏ, tức là chúng ta sẽ có một cái sự phân biệt riêng biệt là đối với nghiệp vụ VAT. Tại đây chúng ta sẽ sửa lại như sau là thuế giá trị gia tăng đầu ra. Chúng ta nối với cột là tại số hóa đơn. Tại đây nó các bạn đã thấy là nó chưa hiện lên thì chúng ta tại vào này chúng ta chuyển chế độ sang thành General và các bạn click vào thì lúc này nó sẽ hiện chúng ta là thuế giá trị gia tăng đầu ra hóa đơn số 4. Và cột VAT trên thì ở trên chúng ta hạch toán công nợ thì ở dưới sẽ tự hiển thị chúng ta về công nợ, hoặc là tiền mặt thì nó tự hiển thị về 11. Và tại nghiệp vụ này thì chúng ta sẽ hạch toán lại là 33 11 vì VAT đầu ra là VAT chung. Và số tiền VAT thì chúng ta sẽ đánh đây là đúng bằng cái cột số tiền mà VAT chúng ta thấy đây là cột VAT chung tương ứng. Và sau khi chúng ta thiết lập xong thì chúng ta sẽ copy và chúng ta đưa xuống dưới chúng ta paste. Thì các bạn thấy đây là chúng ta đã thực hiện xong được bước 1. Và bước thứ hai là chúng ta sẽ quét khối hết toàn bộ cái vùng dữ liệu chúng ta là từ cột A cho đến cột T là nội dung liên quan đến tên công ty. Sau đó chúng ta sẽ vào thẻ là tại home chúng ta chọn là sort and filter, thì chúng ta sẽ chọn là customer sort. Và tại sort by chúng ta sẽ chọn mục đầu tiên là cái cột A, tức là chúng ta sắp xếp theo số thứ tự là tăng dần và chúng ta sẽ bấm OK. Thì lúc này các bạn thấy là nghiệp vụ ở trên là doanh thu, nghiệp vụ ở dưới liên quan đến VAT đầu ra phải nộp và có mã khách hàng. Như vậy là cái form chúng ta đã thiết lập như này thì nó sẽ đồng dạng với cái form mà chúng ta có bên này. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ nhặt số liệu để chúng ta lên mà thôi bằng cách chúng ta copy. Nhưng mà trước khi chúng ta copy thì chúng ta phải xem lại nội dung nghiệp vụ. Thì các bạn thấy đây là khi chúng ta hạch toán trên nhật ký chung và trên sổ sách thì nó không bao giờ được hiển thị số âm. Kể cả cân đối phát sinh khi chúng ta lên thì nó cũng không hiển thị dạng số âm, nên chúng ta sẽ xóa hết toàn bộ nội dung dữ liệu số âm chuyển thành số dương. Và ở đây là điều chỉnh giảm giá nên chúng ta sẽ xóa lại cái nội dung này, chúng ta để lại vẫn để nội dung như bình thường.
và hạch toán giảm giá thì rõ ràng là chúng ta dùng tài khoản 521. Các bạn thấy 521 là giảm giá hàng bán, thì 5212 chính là cái phần giảm giá. Thì lúc này chúng ta sẽ quay về sheet nhập liệu, chúng ta hạch toán lại. Ở đây là 5212. Và ở đây chúng ta sẽ là giảm công nợ xuống thì chúng ta sẽ hạch toán ngược lại. Thì tại đây VAT chúng ta giảm xuống tương ứng, và công nợ chúng ta cũng giảm xuống tương ứng. Thì cái nghiệp vụ điều chỉnh giảm giá hàng bán chúng ta là chúng ta sẽ là nợ 5212 có 131 và nợ 3311 có 131 tương ứng. Khi kê khai VAT thì chúng ta hiển thị kê khai dạng số âm. Ở đây các bạn thấy số âm. Và sau khi chúng ta lên xong tất cả mọi thứ thông tin, chúng ta kiểm tra lại thanh toán, hình thức thanh toán tất cả nghiệp vụ. Nếu đúng thì chúng ta sẽ kết khối từ cột số hóa đơn cho đến cột mã số thuế của chúng ta. Chúng ta copy và sau đó chúng ta sẽ lên lại như này. Chúng ta chia vào một ô mặt hàng, sau đó các bạn copy paste value. Thì như vậy là toàn bộ cái nghiệp vụ liên quan đến doanh thu là chúng ta đã được hiển thị nội dung thông tin. Thì các bạn thấy công nợ thì được hiện trên này, và tương ứng danh mục khách hàng công nợ các bạn cũng đã hiện trên này. Đồng thời là doanh thu chúng ta cũng được hiển thị ở dạng là 2.690.000 là cái phần doanh thu tương ứng cho đối với nghiệp vụ là bán hàng của chúng ta. Và ở đây các bạn thấy đây là chúng ta cũng có nội dung nghiệp vụ là 2.689.000, nhưng mà do chúng ta là có cái nghiệp vụ âm này thì đương nhiên là chỉ cần nó phát sinh thì nó sẽ thể hiện cho chúng ta một cái mục đó là 2.690.000 là số là chưa giảm. Và tiếp theo là chúng ta sẽ thực hiện cái nghiệp vụ là xuất kho tương ứng. Thì đối với vùng này chúng ta sẽ cho màu đỏ hoặc chúng ta sẽ cho hết toàn bộ màu xanh. Tiếp theo chúng ta sẽ thiết lập là nghiệp vụ đối với xuất bán. Tức là ở đây thì chúng ta mới ghi nhận nghiệp vụ doanh thu là tất cả tên tờ khai VAT như thế nào chúng ta tận dụng, và chúng ta sẽ lên sổ theo phương pháp lên nhanh. Và nghiệp vụ còn lại là chúng ta phải xuất kho nguyên hàng hóa để chúng ta là bán khách hàng. Thì mỗi một hóa đơn thì chúng ta sẽ có một cái biên bản giao hàng ở đây. Chúng ta thấy đây là hóa đơn. Thì chúng ta sẽ làm lần lượt như sau. Đầu tiên là chúng ta sẽ hóa đơn số 1. Chúng ta thấy đây là chúng ta có 4 hàng về bán thương mại. Tức là chúng ta sẽ có số 1 đến dòng số 4 là liên quan đến là bán về hàng hóa, về thép phi 16, 18, 20 và 10 ly. Thì chúng ta sẽ tiến hành như sau. Chúng ta sẽ copy cái nội dung của số hóa đơn số 1. Chúng ta kéo xuống vùng ở dưới đây, chúng ta cũng đưa ra 4 hàng tương ứng. Tức là chúng ta có bao nhiêu hàng thì chúng ta sẽ thực hiện nghiệp vụ là xuất kho bấy nhiêu hàng. Và chúng ta sẽ lập lệnh ở đây như sau là giá vốn. Tức là giá vốn của hóa đơn bán ra số 1 và các bạn kéo xuống. Đồng thời là ngày thì chúng ta cũng sẽ đánh, tức là cái ngày thu chi này chúng ta đánh luôn bằng cái ngày tương ứng là ngày hóa đơn. Và mã nhập xuất thì chúng ta cũng sẽ đánh dấu bằng, chúng ta lập là PX xíu xuất. Sau đó các bạn sẽ nối công thức là đối với số hóa đơn thì có nghĩa là phiếu xuất kho cho hóa đơn số 1. Thì đó là cái nội dung dẫn giải của chúng ta. Và tiếp theo là chúng ta sẽ đến cái cột là mã vật tư hàng hóa. Thì ở đây các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ có thép phi 16, thì chúng ta sẽ chọn là phi 16. Sau đó chúng ta sẽ đến phi 18. Và nếu chúng ta không nhớ thì chúng ta có thể sang bên này, chúng ta copy hết toàn bộ nội dung 16, 18, 20 và 10 ly. Nếu chúng ta có rồi thì chúng ta chỉ việc copy chúng ta đưa sang. Và tiếp theo là chúng ta sẽ có liên quan đến cột về số lượng. Thì chúng ta có thể thấy như sau. Đầu tiên là xuất 9.000 kg, tức là 9 tấn và xuất 10 tấn tương ứng. Chúng ta nhớ là chúng ta nhập số lượng xuất sao cho đúng để tránh trường hợp mà chúng ta xuất sai về số lượng dẫn đến nó có thể bị âm kho hoặc khác. Và chúng ta kiểm tra lần lượt đầu tiên là 9 tấn, 10 tấn, 15 và 30 tấn. Tiếp theo về cột là nội dung hàng hóa dịch vụ thì chúng ta sẽ dùng cái hàm với lookup. Và chúng ta tìm là thứ nhất là giá trị dò tìm chúng ta chính là cột mã vật tư. Sau đó chúng ta sẽ sang bên nhập store để chúng ta là quyết khối hết toàn bộ cái cột là mã vật tư cho đến đơn vị. Sau đó các bạn kéo xuống đến mục là tổng cộng, các bạn F4 và chúng ta lấy tại cột số 2. Vì ở đây là cái cột tên vật tư nằm cột ở tại số 2 nên chúng ta sẽ đánh số 2 và tìm đến tuyệt đối là 0, tức là tìm chính xác 100%. Và chúng ta kéo công thức xuống để chúng ta copy
Và định khoán thì chúng ta sẽ là nợ 632 có tài khoản là 156 đối với hàng tồn kho. Và sau đó chúng ta chỉ cần là copy hết toàn bộ thức xuống. Về giá trị xuất kho thì các bạn chỉ cần là tải số tiền phát sinh chúng ta đánh dấu bằng, và nó sẽ bằng ngay tại cột V tương ứng. Tức là cái cột V này chính là cái cột mà thể hiện về thành tiền khi xuất kho. Tức là nó lấy giá trị ở bên cột xuất kho tương ứng này để nó đưa tại cái cột AB này, để nó lấy cái giá xuất kho để nó đưa sang cái mục tương ứng là xuất cột U, và nhân với cái số lượng chúng ta bán ở đây để cho nó ra được thành tiền. Do đó chúng ta chỉ cần kéo công thức xuống là chúng ta đã có thể xuất xong cho được hóa đơn số 1. Và hóa đơn số 1 chúng ta 4 nghiệp vụ, thì chúng ta thấy đây là chúng ta xuất kho thì 4 nghiệp vụ nội dung số lượng cũng đã được hiển thị cho chúng ta trên đây. Và tiếp theo là chúng ta sẽ có hóa đơn số 2, là chúng ta có thiếp tấm 5 ly và thiếp phi 14. Thì hóa đơn số 2 của chúng ta là có 2 hàng. Thì hóa đơn số 2 2 hàng thì chúng ta cũng làm phương pháp nhanh bằng cách là chúng ta copy 2 hàng đối với hóa đơn số 1. Sau đó chúng ta chỉ cần là dán xuống dưới và chúng ta có thể đổi màu thành màu xanh gì đó, màu đen. Sau đó tại hóa đơn này số 2 thì chúng ta thấy đây là nội dung hóa đơn số 2, thì chúng ta copy cái nội dung chúng ta thay thế bằng hóa đơn số 2. Và như vậy là chúng ta xóa luôn cái nội dung thông tin về hóa đơn số 2 mà chúng ta đã có. Vậy thì chúng ta sẽ có là thiếp, ở đây là thiếp 5 ly và tiếp theo chúng ta sẽ có thiếp là phi 14. Thì chúng ta thiếp 14 đây, và số lượng của chúng ta sẽ là 60 tấn và 14 tấn. Và sau khi các bạn đã copy trên đây rồi, các bạn đã thiết lập một lần nên đã dưới các bạn chỉ cần là đổi lại cái nội dung số hóa đơn và đổi lại mã hàng hóa và số lượng. Các nội dung khác thì phần mềm tự động chạy cho chúng ta và chúng ta cũng không cần phải thiết lập lại nữa. Và đối với hóa đơn số 3 thì chúng ta là giảm giá nên chúng ta không liên quan đến số lượng và nhập xuất tồn, nên chúng ta sẽ không có cần phải thực hiện nghiệp vụ liên quan đến kho. Tiếp theo là hóa đơn số 4, chúng ta sẽ là có thiếp tấm 5 ly. Thì do nó chỉ có một hàng thì chúng ta sẽ copy một hàng duy nhất đối với hóa đơn số 1 hoặc hóa đơn số 2 thôi. Do hóa đơn số 1 chúng ta có màu đỏ rồi nên là chúng ta sẽ copy, chúng ta lấy xuống, hoặc lấy được số 2 xuống nhưng chúng ta đổi lại cái màu để chúng ta phân biệt giữa hóa đơn này với hóa đơn kia. Lợi thế của Excel là các bạn có thể đánh dạng màu như thế này. Cái màu này là cho cái hóa đơn số 1 và các bạn nhìn màu này là cho hóa đơn số 2. Và màu này là cho hóa đơn số 4, thì các bạn có thể copy cái nội dung số hóa đơn số 4, hoặc các bạn sang bên ở cột VAT bên đây. Các bạn thấy đây, các bạn có thể copy và các bạn có thể đưa sang bên này. Và nội dung của nó thì chúng ta xóa cái nội dung này đi, chúng ta sửa lại ở đây là thiếp 5 ly, thì các bạn kéo xuống thiếp 5 ly và các bạn copy trên này cho bạn đưa xuống. Số lượng nó là 20 tấn thì các bạn sẽ gọi 20.000 kg. Thì như vậy các bạn đã thấy là chúng ta sẽ có 4 cái hóa đơn về xuất kho. Thì các bạn thấy đây là chúng ta đã lên một cách nhanh chóng. Với cái phương pháp này thì nó sẽ rút ngắn thời gian chúng ta rất là nhiều, tức là chúng ta có thể lên nhanh doanh thu và sau đó các phần xuất kho tương ứng. Và tiếp theo là chúng ta đối chiếu lại kho chúng ta thấy đây là sau khi xuất xong thì các bạn thấy là nhập xuất tồn chúng ta là cuối kỳ chúng ta là 308573, thì các bạn sẽ kiểm tra tại cân đối phát sinh tại 156 thì 308573 là số lượng chạy cho chúng ta. Cũng như là về các cái nghiệp vụ liên quan đến VAT và nghiệp vụ liên quan đến doanh thu thì phần mềm tự động cũng thử chạy cho chúng ta, cũng như là tài khoản 521 mà chúng ta đã thiết lập. Thì như vậy là chúng ta có thể làm theo phương pháp lên nhanh số liệu bằng cách là chúng ta tận dụng cái sheet VAT mà chúng ta đã có, đã khai trước đó, để chúng ta là thiết lập việc là kỹ năng lên nhanh, chúng ta tạo ra một cái sheet, hoặc chúng ta có thể là tạo ra một sheet hoàn toàn độc lập chúng ta lên rồi sau đó chúng ta copy chúng ta đưa lại đến này. Và chúng ta có thể lựa chọn bất kỳ hình thức nào, và cái sheet này thì gần như nó không ảnh hưởng bất kỳ cái sheet nào trên sổ chúng ta vì nó là sheet mới và nó không ảnh hưởng, nên chúng ta có thể lên, chúng ta sửa, chúng ta làm thoải mái ở đây. Và nếu sai gì thì các bạn cứ sửa bên này, sau đó chúng ta quyết khối lại hết toàn bộ từ số hóa đơn cho đến mã số thuế. Các bạn copy và các bạn chỉ cần là sang lại đúng vùng này, tức là cái vùng này là cái vùng mà chúng ta cần sửa lại của hóa đơn vùng bán ra, thì chúng ta chỉ cần copy đè lên lại thì chúng ta đã sửa được cái nội dung của chúng ta và nó sẽ chạy cho chúng ta một cách là không bị lỗi bất kỳ dữ liệu gì. Thì đó là cái khi mà chúng ta là thiết lập đối với nghiệp vụ là bán ra cũng như là xuất kho hàng hóa theo phương pháp là xuất nhanh, làm nhanh. Đối với trường hợp này chúng ta có thể làm theo phương pháp này để chúng ta rút gọn thời gian rất là nhiều.
thay vì chúng ta đã nhập từng cái hóa đơn nghiệp vụ doanh thu khi chúng ta đã có sheet về tay tương ứng rồi. Và chúng ta đối với phần là xuất kho thì chúng ta cũng chỉ cần tạo một lần, sau đó các bạn chỉ cần là sửa lại nội dung số hóa đơn và record là số lượng hàng hóa cần bán cũng như là mã vật tư hàng hóa chúng ta cần bán mà thôi.